Ơi, em xin chào cả nhà. Một khi một em rất là đẹp nữa. Trời ơi trời, đây là hàng giả Hữu Đức mà nó nở sao mà nó đẹp. Ủa nè, nó nùi nùi, nó chùm chùm một cái màu nó sáng rực luôn cả nhà nhìn nè. Đó, nó nở đều không? Một giống mai truyền thống à, hoa thơm nha. Từ xưa giờ chúng ta không hay chơi đó chính là hàng giả Hữu Đức cả nhà. Bông nó như thế này nè. Đó cả nhà nhìn nè. Qua trời qua đất luôn. Rồi, ai thích hàng giả Hữu Đức thì hãy theo bước chân em để chúng ta cùng xem cây giống nha cả nhà. Rồi, chúng ta vừa xem đó chính là một cái giống mai truyền thống của chúng ta từ xưa tới giờ, một cái loại mai đó chính là giảo Thủ Đức, bông chùm, hoa của nó là hình parabol, rất là đẹp và rất là thơm luôn cả nhà. Thì chúng ta vừa chiêm ngưỡng hoa xong thì bây giờ chúng ta cùng xem cây giống nha. Ai thích cái loại hoa nó thì hãy chọn cho em những em này nha cả nhà. Đây là hàng giảo Thủ Đức làm giống nè. Chúng ta về chúng ta có thể trồng năm sau chơi Tết và chúng ta cũng có thể ghép vào những cây lớn cả nhà. Ở đây, cây như thế này em bán giá là 100k một cây. Ở chiều cao thì tầm khoảng 30 xăng cho đến 40 xăng, giá là 100k một cây. Nếu chúng ta lấy 3 cây, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà ơi. Rồi, ai thích hàng giống giảo Thủ Đức thì alo cho chiếc chè nha cả nhà.